3 thùng cho anh YouTuber cực kỳ dễ thương. Các bạn có biết đây là anh YouTuber nào không? Chào mừng các bạn trở lại với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop, kênh phân phối sỉ và lẻ các sản phẩm thùng GV, Baga, GV chính hãng. Hiện tại bên mình đang chuẩn bị lên 2 bộ Baga để lên 3 thùng cho anh YouTuber, anh Bậm Vlog. Nếu bạn nào mà có xem cái kênh ẩm thực và sinh tồn thì các bạn sẽ biết anh Bậm Vlog nha. Cảm ơn anh đã tin tưởng và hôm nay ghé vô Yohi Shop để lên bộ 3 thùng để phục vụ cho công việc làm YouTube của anh. Thì bộ 3 thùng này các bạn cần phải lên hai cái baga bắt buộc, đó là baga sau HRV, còn baga hông là baga FPL của Exciter 155. Thì cả hai bộ baga này sẽ được hãng GV họ thiết kế dành riêng cho từng dòng xe. Đối với Ad 150 thì hãng cũng có làm sẵn nên mình chỉ cần lắp zin vào nha các bạn. Thì hai cái baga này nó sẽ được kết nối vào nhau và nó sẽ được treo ở nhiều điểm, chẳng hạn như là tay giắc zin ở dưới đuôi dè và các chân sau. Thì với những cái điểm này thì sẽ giúp cái baga nó cố định chắc chắn, các bạn yên tâm để sử dụng cho nhiều cái con đường mà hỗn hợp. Hiện tại anh chọn cái mẫu thùng E22NS, mẫu này có tích hợp xi nhan và bên shop hỗ trợ lắp xi nhan luôn giống. Còn cái thùng này là thùng sau, là thùng B45ADV. Thì thùng này có tự lưng lưới ràng điểm giảm sóc, khóa thì khóa B, khóa này rất là dễ sử dụng. Thì cái mình sẽ báo giá từ đầu để cho các bạn tiện tham khảo. Thì baga HRV là 1.1.000, còn baga hông là 1.240.000. Còn cặp thùng E22NS có đèn xi nhan là 2.3.000. Còn cái thùng 45 ADV này là giá 2.945k nha các bạn. Thì full 3 thùng baga này nó khoảng là 7 triệu mấy nha các bạn. Mình nhớ mình không có cộng nhẩm nhanh được. Thì nó tầm khoảng 7 triệu mấy. Thì cái thùng sau nó sẽ tặng kèm thêm cái lưới ràng nữa các bạn, có thể chùm thêm đồ bên trên. Nếu mà bên trong các bạn chứa đầy rồi, có thể tải thêm mấy cái vật dụng thêm bên trên nữa, rất là tiện. Thì lưới này là lưới mắc cáo, dạng mắc cáo của hãng GV luôn. Và bộ ba thùng này khi các bạn không sử dụng thì có thể bóp nút và tháo ra rất là dễ dàng. Thì mỗi thùng sẽ có hai chìa khóa đi kèm. Riêng cái thùng hông thì các bạn chỉ cần sử dụng một chìa khóa cho hai thùng luôn. Và ba thùng, cả ba thùng đều thiết kế chống mưa nha các bạn. Nên các bạn chứa những cái đồ mà sợ không có chống mưa thì đi cái mẫu thùng này sẽ rất là tiện ích luôn. Thì anh Bậm Vlog thì nếu mà bạn nào xem ảnh thì biết ảnh là một YouTuber rất là thật thà. Thì mình cũng mới biết ảnh đây thôi. Cảm ơn anh đã tin tưởng và chọn Yohi Shop để trải nghiệm các mẫu thùng GV chính hãng. Thì các thùng GV, baga GV chính hãng thì sẽ được bên mình hỗ trợ bảo hành 2 năm nha các bạn. Đối với bộ 3 thùng này thì bên mình sẽ hỗ trợ anh lắp ráp miễn phí luôn. Và hiện tại mình thấy cái giá đỡ điện thoại của anh thì là loại thường, không có chống rung. Thì những loại giá đỡ này các bạn đi lâu, sử dụng lâu nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm biến điện thoại chống rung của các bạn, nhất là iPhone rất là dễ hư. Thì mình có tư vấn anh lên thêm một cái giá đỡ điện thoại chống rung của Osoro chính hãng. Thì mẫu này giá nó cũng hợp lý nha các bạn, giá chỉ 750k thì rất là phù hợp luôn. Thì nó có thiết bị, nó làm những cái nút cao su phía sau để chống rung và mình có thể xoay vòng vòng được theo cái hướng nào mà mình cảm thấy dễ nhìn nhất. Và nó còn tích hợp sẵn cái chỗ để các bạn có thể gắn camera hành trình vào được luôn. Và những cái chân mà nó giữ điện thoại của các bạn là dạng chân bạch tuộc nên rất là chắc chắn nha các bạn, không sợ bị giật. Và hai cái nút ốc bên hông này các bạn dùng để nới ra để canh chỉnh lần đầu cho vừa với cái điện thoại các bạn. Còn những lần sau thì các bạn không cần phải canh nữa, các bạn chỉ canh một lần đầu tiên. Còn những lần thứ hai các bạn chỉ cần kéo cái đầu lên là các bạn bỏ điện thoại vào, giữ điện thoại các bạn chắc chắn. Và nó khi các bạn sử dụng lâu dài thì không ảnh hưởng đến cảm biến. Cảm ơn anh chị và chồng của YouTuber anh Bậm Vlog. Và ở shop còn rất là nhiều mẫu thùng khác để cho các bạn lựa chọn. Nếu mà các bạn có muốn lên thùng sau hoặc là lên 3 thùng thì shop có rất là nhiều mẫu. Hiện tại thì shop đã quay review sơ qua một số mẫu thùng mới, thì các bạn có thể tham khảo ở cái clip đầu tiên
shop có ghim ở bên trên. Nếu các bạn mà có nhu cầu lắp thì có thể liên hệ với shop. Nếu ở gần thì các bạn có thể ghé trực tiếp cửa hàng Juve Shop tại số 165 Linh Đông. Còn mà nếu các bạn ở xa có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0955795792 để shop tư vấn gửi hàng đến tận nơi cho các bạn. Và bên shop sẽ gửi qua hình thức COD là gửi hàng đến tận nơi. Các bạn kiểm tra đúng hàng rồi mới thanh toán nha các bạn. Shop cảm ơn các bạn luôn quan tâm và ủng hộ. Shop xin chào và hẹn gặp lại.